Bạn trai CEO cực phẩm của Hương Giang bị tố gạ tình. Một tài khoản Facebook vừa tố CEO Matt New, bạn trai mới của Hương Giang đã có ý đồ không tốt với mình trên mạng xã hội. Trong một group kín của showbiz, một nữ cư dân mạng vừa bức xúc tố bạn trai của Hương Giang là CEO Matt New đã có ý đồ không tốt với mình. Người này cho biết bản thân đã gặp CEO người Singapore này trên mạng xã hội Tinder và được anh chàng để lại lời chào và còn gạ tình mình. Cô gái này còn cho biết bản thân cảm thấy tội cho Hương Giang. Lời tố này lập tức trở thành đề tài xôn xao trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng chỉ một lời chào, hai em từ Matt New gửi cho cô gái này sẽ không nói nên được điều gì cả. Hơn nữa, người này cũng không đưa ra được thêm bằng chứng nào khác để chứng minh bạn trai của Hương Giang có ý đồ xấu với mình. Một số khác tỏ ra phẫn nộ khi cho rằng cô gái này cố ý dựng chuyện để ăn theo sự nổi tiếng của cặp đôi này. Cô gái này có tài khoản mạng xã hội Facebook tên Trần Thị Yến Nhi, chia sẻ: Trời ơi, lệ hồn, năm rồi mới quẹt phải trên Tinder, con gạ, trịch đùi nữa kìa, coi bộ giờ hơi bị hot. Dạo này hơi bị nổi, tự nhiên thấy tội cho Hương Giang dễ sợ. Hiện tại thì Matt New chưa lên tiếng về vấn đề này, phía Hoa hậu Hương Giang cũng từ chối trả lời. Sau khi tập cuối của chương trình Người ấy là ai kết thúc, cộng đồng mạng và cả showbiz gửi lời chúc cho cặp đôi trai tài gái sắc. Nhiều người cho rằng chính sự điển trai giàu có và thông minh đã giúp Matt New chinh phục được Hương Giang. Thế nhưng nếu theo dõi Người ấy là ai, công chúng mới hiểu bên cạnh nền tảng tốt thì CEO người Singapore còn thể hiện bản lĩnh đàn ông với vô số tuyên ngôn chắc nịch dành cho Hương Giang khiến hội chị em chao đảo. Khi được Trấn Thành hỏi đến chương trình vì lý do gì, Matt New khẳng định đến để tìm Hương Giang. Matt New cho biết đã tìm hiểu rất nhiều về Hương Giang, anh thích một phụ nữ thông minh như vậy. Ngoài ra, khi được hỏi về vấn đề có ngại không khi yêu một người phụ nữ như Hương Giang và có thể cô sẽ không cho anh một gia đình với nhiều đứa trẻ, Matt New cho rằng đó còn tùy thuộc vào sự tìm hiểu sau này và tất nhiên những vấn đề về những đứa trẻ sẽ có nhiều cách giải quyết. Matt New cũng chia sẻ rằng bản thân mình luôn có sự quyết định riêng chứ không phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Về chuyện tình cảm, khi đến Việt Nam, anh có quen một người gần 3 năm và người đó giúp đỡ anh rất nhiều từ công việc cho đến cuộc sống, kể cả việc học tiếng Việt. Nhưng do tính cách không hợp nhau và xảy ra nhiều mâu thuẫn nên không thể bước tiếp. Cuối cùng, khi được hỏi anh có ngại không khi quen một người nổi tiếng và có thể đối diện với dư luận khá nhiều, Matt New cho biết, tôi không quá quan trọng chuyện đó bởi vì đó là bình thường. Ngay cả đối với những người bình thường thì cũng sẽ có những người thích hoặc không thích mình. Mới đây, Matt New cũng chia sẻ, em à, cuối cùng gặp được nhau là do ý trời, nhưng có thể ở bên cạnh nhau hay không vẫn là do ý em. Cảm ơn em vì đã chọn anh. Anh chàng còn đăng hình ảnh nắm tay Hương Giang trong chuyến du lịch cùng hội bạn thân như khẳng định chủ quyền tình yêu. Đáp lại sự trân trọng của Matt New, Hương Giang không ngần ngại nhắn gửi cực ngọt rằng: Cảm ơn vì anh đã đến, chờ đợi một người xứng đáng cho hạnh phúc viên mãn. Câu ngôn tình ngọt nịm của Hương Giang khiến dân tình vô cùng thích thú và thi nhau để lại lời chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào!